Hello, xin chào toàn thể anh em có trở lại video của Hoài Bãi nha. Hôm nay thì xin giới thiệu anh em một con cơ xích Stream F170C anh em ạ. Con này nguyên bản zin hết từ A đến Z anh em nhé. Lam em gắn lam đầy latin anh em luôn. Mới luôn. Về chỉ về sử dụng nha, hai chân ốc lam này. Máy bao zin từ đầu đến đuôi. Đó. Con này thì đẹp từ đầu đến đuôi hết nhé. Bên trong máy móc đẹp xuất sắc luôn, lòng bạc zin, điện zin, bùi zin, bô zin, chế zin, nói chung là bao zin toàn bộ cho anh em nhé. Nắp áo zin hết, tất cả đều có mộc latin dập nổi hết nha anh em. Đó, nắp áo đẹp nhé. Nghe là chốt cây này thì liên hệ qua số điện thoại 0345050399 giúp Hoàng nhé. Con này thì bên em nó bán với anh em với giá là 3.300.000 bao ship tận nhà cho anh em luôn. Đó, con này thì làm đầu latin và xích mới luôn nhé. Và đời có giật trợ lực cho anh em này, 1.7C. Anh là chốt thì liên hệ qua số điện thoại 0345050399 để sẽ test nổ cho anh em nghe tiếng máy con này nha. Con này thì nòng là 37 ly, nòng 37 ly, lam dài 40, trừ chân ốc còn được 35 và lam đầu latin, xích xích 91 mới nha. Máy thì em để nguyên bản từ A Z thì hàng bãi về nào còn nguyên vậy, chưa có thay thế bất cứ đồ gì nha. Anh em nói chốt thì em sẽ gửi tận nhà cho anh em luôn, kiểm tra hàng ok nên thanh toán tiền nha. Con này thì trọng lượng của nó là 5 kg. 5 kg nhá. Nó nặng hơn ở cái là cái lam latin nhá. Đó, còn bình thường nó là 4.8. Thì anh em nào mình đang cần con cưa nhỏ xài gia đình và khai thác cây nhỏ bằng bắp đùi trở lên ấy, bắp đùi trở lại thì anh em sử dụng con này nhá. Anh em tham khảo kỹ công suất. Rồi anh em đặt hàng nhá. Thì em sẽ gửi tận nhà cho anh em luôn, kiểm tra hàng thoải mái nhá. Rồi xin phép test nổ cho anh em nghe tiếng máy con này nhá. Đét nha, giá 3.3 triệu, bao ship tận nhà. Anh em là chốt thì liên hệ qua số điện thoại 0345050399 nhá. Xin gọi toàn thể anh em.